Số 15 là ước của số nào? Của số nào? Rất số dễ. Ê, bị sai hoài đó. Câu A, số mấy? Số 3 đúng không? Thì bạn tìm ước của 3 đi. Ra nhiêu? 1 2 có không? Không. Ước là gì? Là chia, chia 1 được không? Được. Chia 2? Không, chia 3. Được. Vậy xem coi cái số 15 này nè, có nằm trong đây không? Không. Không, vậy 15 không là ước của bà. Đó là cắt 1 nha. Câu B, cắt 2 nè. Cứ lấy cái số người ta cho. Đâu? 60. Xem coi 60 có chia hết cho 15 không? Có chia hết cho 15 không? Bấm máy tính. 60 chia 15 được mấy? 4. 4 gì có chia hết không? Có. Chia hết vậy cho thấy 15 là ước của 60. Nghe kỹ nè, bị sai chỗ này ngoài nè Ti. Khi lại viết 60 chia hết cho 15, nghe kỹ. Cái số nằm, cái dấu này dấu gì? Dấu chia. Dấu chia hết. Cái số nằm bên tay phải nè, thấy không? Gọi là ước. Cái số nằm bên tay trái nè, gọi là gì? Bội. Bắt đầu nghe tiếng Việt Nam nè. 15 là ước của 15 là ước của 60. 60 là ước của 15. Là bội của 15. Có kẹp chưa? Hay một ví dụ nữa. Ví dụ cái nơi đi. 40 chia hết cho 20. 20 gọi là gì? Ước. Bên phải là ước. Bên trái đọc là gì? Bội. Bắt đầu đọc tiếng Việt đi. 20 là ước của 40 là bội của 20. Có kèm tiếng Việt chưa? Dễ bị sai chỗ đó đó. Nhớ